Chèo đi đâu? Xin chèo. Chèo đi đâu? Chào. Chèo. Hello. À, chào Mr. Control nhập. Control. Control. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hôm nay ăn gì? Hôm nay ăn gì? Hôm nay ăn chè. Hôm nay ăn chè. Chè là chè chứ không phải là chè là chèo. Và bọn mình vừa mới trở về sau một trận bão cát ngay trên phố xã Đàn luôn. Rồi ơi, không thể tin nổi. Eo ơi, đầu tóc, đầu óc, tóc tai, chân tay đầy cát. Chắc bao giờ mà đứng giữa một trận bão cát như thế luôn. Như tận thế luôn. Ừ, đang... chị em vừa mới kêu, ôi trời nóng thế. Ừ. Một phát, một trận bão cát ập đến như tát vào mặt hai con. Mày thì cũng nóng này. Nóng này. Kêu này. Đấy, đáng ra hôm nay là bọn mình định ra ngoài để quay cho các bạn này, những đến từng hàng một rồi quay cho nó đẹp đẹp. Nhưng mà thời tiết đã không ủng hộ nên thôi bọn mình đã ăn ở ngoài mà mua về đây quay. Để quay cho các bạn. Mình đã ăn rồi và lại về đây ăn tiếp. Nào, ngày hôm nay sẽ là những món giải khát trong mùa hè mà không đơn giản chỉ là chè. Đấy, hôm nay thì sẽ là những món chè mà lại không phải món chè mà lại vẫn là món chè nhưng mà lại rất là chè. Lạ. Bình thường thì nó sẽ là những cái loại chè mà nó rất là chè bình thường. Nhưng mà năm nay thì sẽ có rất là nhiều những loại chè mới. Và hôm nay thì bọn mình sẽ đã tìm ra ba loại đặc sắc nhất trong những loại đặc sắc để giới thiệu cho các bạn. Ba loại không bình thường. Đầu tiên là loại không bình thường nhất đối với chúng mình. Đó là món chè đậu xanh rong biển. Rong biển. Rong biển luôn. Rong biển luôn. Tức là người ta nấu rong biển với đậu xanh rồi thành chè đó. Rong biển nấu chè thì đã rất là quen thuộc. Nếu bọn mình ngoài này bọn mình không ăn chè với rong biển. Ừ. Vâng, xin được thông báo là thế. Bọn mình ăn chè với đậu xanh, với đậu đen, với đậu đỏ. Đậu đỏ. Và các loại hoa bưởi, cùi bưởi, nhãn, ngô, khoai, chuối, xoài, các loại là củ quả. Còn loại thứ hai mà bọn mình thấy cũng rất là lạ trong năm nay, thực ra là ở nhiều quán giải khát thì cũng có rồi, là chè. Thì đúng là năm nay lần đầu tiên mình nghe thấy đó chính là chè cà phê cốt dừa. Tức là ở trong đấy nó sẽ có những nguyên liệu nó khác hơn một tí chứ nó không đơn giản chỉ là cà phê cốt dừa như ở ngoài hàng ấy. Nên hôm nào mình sẽ khám phá thử xem cái món này mà mình chưa ăn này. Cả cái món này nữa. Và cuối cùng rồi ơi, đó chính là đây là món mình đang trong cái khi mà mình nói này ấy, thì với mình thì món này đang là verdict tại vì là món này là chính bọn mình đã từng thưởng thức rồi. Nếu như mà các bạn đã từng xem Hôm nay ăn gì tua. số mà bọn mình đi Hải Phòng ấy thì đây chính là món dừa dầm thần thánh ở Hải Phòng. Và bây giờ thì mùa hè mà nó rất là hot. Mình sẽ lại ăn lại để nói với các bạn lại một lần nữa xem là nó có gì và tại sao nó lại hot đến như thế. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử món gì đầu tiên này. Ăn thử món dừa dầm à? Tại vì là nhá, món này nó nhạt, món này nó ngọt thì phải ăn món kia món nhạt trước. Đấy, với cả hai món này đang nóng này chị ơi, món này đang mát phải ăn luôn thì hết mát. Nói chung là kiểu gì thì kiểu mình vẫn sẽ tìm ra lý do để ăn món này trước. Ví dụ như là hai món này thì có cái nắp giống nhau, còn món này thì có cái nắp khác đặc này biệt khác. Nên mình nhân món trước. Dừa dầm đặc sản Hải Phòng. Và đây là dừa dầm được ship từ Hải Phòng lên đây luôn. Đúng rồi. Thực ra là cái món này năm nay rất là hot nên là mình cũng đã thấy ở trên mạng và gọi thử về vài lần rồi. Và ở trên này các bạn ấy tự mà mày mò công thức để làm ấy thì mình thấy không giống. Nhưng mà cũng có một cái món mà nó cái phiên bản của nó gần giống, đó là món chè dừa non. Chè dừa non à? Thì không biết là có phải là đấy là phiên bản các bạn ấy làm lại xong các bạn đặt tên không? Thực ra là tại vì là thành phần thì nó cũng chỉ là như thế, nhưng không biết là người ta kiểu dùng cách nào hay là nó có một cái gì đặc biệt ý. Nhưng mà mình ăn cái chè dừa dầm của Hải Phòng nó hương vị nó vẫn khác. Đúng không? Đúng không? Chị chuẩn chưa? Chuẩn rồi. Chuẩn rồi đúng không? Ôi cả một tảng chân châu các bạn ơi. Cả một tảng chân châu. Để tan rửa rồi. Các bạn ạ, thành phần trong này thì là không thể thiếu đấy là dừa non này. Dừa non thành miếng thành tảng ý. Này dừa nạo này, cốt dừa này, chân châu này. Gì nhỉ? Sữa đặc nữa. Ngậy này là ngậy của cốt dừa. Nhưng mà lại không bị cái mùi cốt dừa nó kiểu cay ngái. Eo ơi, mình mê mẩn, mình thích nhất là cái dừa dầm mà theo tảng này này. Đây này, cái miếng dừa dầm này này. Eo ơi, nhìn nó như là một miếng thạch. Miếng thạch trong suốt ấy. Không hiểu, mình vẫn chưa được ăn cái dừa này bao giờ. Chứ sao có thể ngon như thế này, có thể nạo kiểu mỏng ra như thế này này. Thơm quá. Thề luôn. Cái phần sữa dừa rất là thơm. Mà nó ngậy. Đúng rồi. Đúng là cái hương vị mà mình ăn ở Hải Phòng rồi. Chỉ nó còn ngon hơn đấy chị ạ. Công nhận hơn, nó thơm hơn. Và dừa dầm mà chuẩn theo kiểu Hải Phòng thì là không có thạch. Nhưng mà có phải là mỗi tuổi ở chân châu. Đúng rồi, em đang định nói đấy. Chân... chân châu ở Hải Phòng là chân châu bột lọc với cả có dừa có nữa. Nhưng mà khi mà vận chuyển lên đây nó bị lại gạo rồi, nên là hơi cực. Chân châu dừa viên của nó phải to hơn. Còn chân châu này là như kiểu chân châu đen bột lọc không đấy. Cứ ngâm trong nước như ấy, vận chuyển như thế nó bị lại gạo là chắc luôn. Đây là mình nghĩ là các nhà phân phối ở Hải Phòng hãy có tâm hơn một chút, đấy là để chân châu riêng.
Hoặc là chân trâu đấy ở Hà Nội cũng rất là ngon, chân trâu mà có viên dừa bên trong ấy thì mình có thể đặt lên đây rồi mình mua dừa đấy mình cho vào. Đúng. Sau khi ăn món dừa này về mình và chị rất là mê mẩn và làm lại cho tất cả mọi người trong phòng ăn. Mua hẳn dừa về để nạo để làm lại. Mua chọn quả dừa non. Nhưng mà cái miếng dừa nó không thể nào giống như thế này. Không thể nào giống, nó không thể nào mà. Đây, nó trong suốt mà nó như một miếng thạch. Trời ơi, khó lấy quá. Cái cốt dừa của mình mua là cốt dừa đầm lon màu xanh xanh, các bạn chắc là các bạn biết. Ừ. Nghe là có mùi, nó có mùi hương nhái. Ừ. Khi các bạn cắn vào miếng dừa ấy, nó giật. Ừ. Miếng dừa còn trơn mềm. Đúng kiểu dừa non nữa. Thế hả các bạn, thấy không? Khi mà các bạn nhìn ý, đảo lên này, nhìn cái màu bên ngoài đã thấy kiểu rất là hấp dẫn, thích rồi ấy. Còn món khác đi, nhanh lên. Vẫn muốn ăn. Thôi rồi, thì mà nó bị mùi dừa thôi. Để giấu đi không, kiền ra đấy. Bây giờ là chị nhận đậu xanh đi, cà cốt cái vị cà phê chắc để cuối. Nó mạnh. À. Rồi. Thôi đá nào chị ơi. Mở hộp, ăn bóc. Rong biển thì kết hợp với chè thì đã quen quá rồi. Là quen thuộc với các bạn trong Nam rồi, nhưng mà ở miền Bắc bọn mình thì đây đúng là một món ăn lạ đấy. Cực kỳ lạ. Quá lạ từ cái tên cho đến chắc là ở nguyên liệu. Ở trong đấy thì các bạn có món gì nhỉ? Sâm bổ lượng à? Một lần mình vào trong Sài Gòn thì đã được Chi với Quệ dẫn đi ăn rồi. Nhưng mà mình lại không hợp, tại vì mình thấy nó có vị hơi tanh. Ở trong đấy các bạn ấy bảo món đấy ăn rất là mát, nó nhìn thành phần của nó rất là mát, nó nhiều kiểu củ quả trong đấy. Nó mềm tươi mà lúc mà ăn người ta mới gắp vào cốc ấy, bắt đầu mới cho một cái nước dùng, cái nước sốt gì đấy lên ấy. Còn cái này là rong biển họ đã nấu với đậu nấu xanh, xanh rồi. Ừ. Đây cả một khóm rong biển này các bạn thấy không? Ừ. Trong cốc này thì sẽ thành phần là có đậu xanh nhuyễn này, cùng với cả rong biển, hạnh đen và chân trâu. À? Có chân trâu không? Chết rồi, chắc chị bán hàng lại quên mất cái bước chân trâu rồi. Hôm sau ấy, mình có ăn ở quán á, thì có chân trâu to mà ngon lắm, và cái phần đấy là mình thích nhất trong cốc chè ấy. Ừ. Bây giờ cũng có. Chắc là chị quên hoặc chị hết rồi. Nếu các bạn giống mình thì trước khi ăn món này mình tưởng tượng là rong biển nó rất là giòn. Ừ. Ăn sẽ có cái vị đậu xanh mà giòn sật sật của rong biển sẽ rất là hay. Nhưng mà ở đây thì không có vị giòn. Có thể là lúc nấu lên rồi. Nấu lên rồi nó không còn giòn nữa. Với cả khi mà ăn ấy thì nó không còn vị rong biển rõ rệt nữa, mà rõ rệt nhất vẫn là vị đậu xanh. Mình thấy như ăn cháo hành hạnh ạ. Cháo hẹ. Nhân hành đấy nhỉ? Giỏi quá, ăn được cả thìa hành này. Bé Ngô Hải Yến là giỏi. Thì trong một cốc rửa dòng thì ăn nốt. Một bước trưởng thành đầu tiên trong cuộc đời bé. Bé đã ăn được hành. Trời ơi, thiếu đi chân trâu đúng là thiếu đi một cái gì đó như kiểu là thành phần chủ chốt của cốc chè này. Tôi rất thích ăn chân trâu ở đây. Viên chân trâu ở đây nó rất là to. Nó béo. Ở bên trong có dừa. Ừ, nó to ấy nhỉ. Nó to không ấy. Luôn. Dẻo. Thực ra không biết là có dừa hay không, bởi vì là có cái có dừa, có cái không có dừa, nhưng mà nó đều là chín vừa. Bật mí cho các bạn nhé. Hạnh cái gì to là anh thích. Thế luôn. Bây giờ em biết. Nhưng mà chân trâu to thì ngon thật. Ngon thật. Một cái ưu điểm là đậu chè xanh nấu ở đây rất là nhuyễn, gần như là nhuyễn. Đúng rồi. Nhuyễn thật nhuyễn. Trước mình ăn ở trong Sài Gòn cái món sâm bổ lượng đấy thì khi mà ăn phải cái miếng rong biển ấy nó rất cực kỳ rõ cái mùi tanh luôn ấy, nên là mình mới thấy không hợp. Nhưng mà khi ăn cái này không thấy mùi tanh, nhưng mà khi mà các bạn ăn riêng một cái khóm rong biển thì vẫn thấy hơi có cái mùi rong biển nhẹ, nhưng mà vẫn ở mức là mình thấy là nó kết hợp phù hợp ấy. Thực ra nói về hương vị của rong biển trong món này là nó bị mờ nhạt. Nếu mà nói là chè rong biển nó hơi mờ nhạt, nhưng mà thôi thế hợp lý rồi. Nhưng mà nó bị nặng mùi hơn. Ừ, đúng rồi, nó tanh lắm. Có thể là người ta đã nấu rong biển quá là kỹ nên là nó đã thành, nó nở ra thành hai, nó như là thành một cái lớp ở trong trong ở giữa. Ôi, như cái miếng gì nhỉ, gọi là gì ạ? Nha đam lô nha hội. Đam đúng rồi, đúng rồi. Chắc là khi mà người ta kết hợp đậu xanh với cả rong biển là hai thứ mà mát đúng không? Mát nên là phù hợp với mùa hè. Với cả là rong biển thì nhiều cái chất dinh dưỡng ở trong đấy tốt ấy, bổ, lành tính nữa. Lành tính. À. Bình thường thì mình toàn thấy là rong biển thì toàn nấu những món ăn mặn, canh rong biển này, cuốn kimbap này đấy. Đây khi kết hợp với chè, món ngọt cũng là lần đầu tiên của mình ăn. Ok, lúc đầu thì nghe cái tên mình cũng thấy hơi sợ đấy. Và món này thì nó ở cầu thang số 1 khu A8 Phương Thượng đấy, cái khu mà thần thánh. Thần thánh, đó chính thần thánh đúng không? Thần thánh đúng rồi, để các bạn đến rồi mua quà lưu niệm có hàng tỷ thứ trên đời đấy. Mà đúng là và lạc vào đấy thì cái chị cũng thích mua. Và cái quán này thì rất là dễ tìm. Vào đấy ngày đầu là có luôn. Và cà phê cốt dừa bọn mình cũng mua luôn đấy.
Năm nay thì cà phê cốt dừa cũng đang rất là hot. Ở trong đấy mình thấy ở trên ảnh là nó có gì nhỉ? Cà phê, sữa dừa, dừa khô, chân trâu hay cái hạt trắng trắng đó mình không rõ lắm nên hôm nay mình mua về thử. Không biết là khi ship về để có chân trâu không? Đúng là mùi cà phê Việt rồi. Và vẫn có thành phần là cốt dừa này, cà dừa phê nạo. Này, dừa nạo này, thạch. Và vẫn không thấy viên chân trâu to to đâu cả. Hôm nay về mất ngủ chết toi. Mình ăn chè thì không rất là sợ ngọt nhưng mà lại rất lười múc đá. Mỗi lần ăn chỉ múc tí tí thôi. Ôi, quẹt một chân trâu đây. Dê dê, chân trâu này tròn luôn, các bạn thấy chưa? Chân trâu tròn ung ủng là có thật. Còn miếng dừa ở giữa. Đúng rồi, đúng là kiểu vị cà phê Việt ấy. Còn vị cốt dừa thì mình thấy không rõ lắm, tại vì có thể là vị cà phê nó áp rồi. Trước thì là mình uống cà phê cốt dừa thì thường là người ta sẽ làm đá xay xong người ta đổ cà phê với cốt dừa lên đúng không? Ai mà thích uống cà phê thèm ăn chè thì là sự kết hợp rất hay. Bình thường thì chỉ được uống trong quán cà phê và giá của nó khá là đắt. Thì bây giờ có thể tìm thấy ở các hàng chè. Khi mà nó đã kiểu phổ biến và rộng rãi, được nhiều người thích thì chắc chắn là sẽ nhiều có nhiều quán chè cho món này vào menu. Có khi là với cái món này chắc là phải một cái lọ, một cái thìa cốt dừa màu xanh xanh trong lọ đấy thì nó mới dậy mùi lên được. Nó phải có cái gì đấy nó ngay ngái để cho biết đấy là có cốt dừa đúng không? Về mức giá. Này là trước mình ăn dừa dầm ở dưới Hải Phòng là bao tiền một cốc nhỉ? 25.000 hay 25.000 hay là 30.000. Và đấy là giá đã đắt hơn giá trong menu rồi. Giá menu mình thấy ghi là 12.000 nhưng mà xong đổi lên 15.000. Xong rồi bán cho khách du lịch là 20 đến 25.000. Người ta chuyển lên trên này ấy, thì là 30.000 một cốc. 30.000 một cốc và mất thêm phí ship nữa. Nhưng cũng đáng đấy bởi vì ngon rồi. Thỉnh thoảng ăn cốc được, đỡ béo. Còn với chè đậu xanh rong biển và cà phê cốt dừa thì là 16.000. 16.000 một cốc. Đối với cà phê cốt dừa thì thế là rẻ nhưng đối với chè chè một cốc chè đậu xanh thì có vẻ là hơi cao một chút. Nhưng mà thôi. Tại vì là nó cũng lạ nữa. Nó lạ nữa với cả rong biển. Rong biển cũng đắt mà. Nhưng mà nhớ phải dặn người ta là nhớ là phải có cái cục chân trâu to to đấy. Đúng rồi, đến đấy mà không ăn chân trâu là phí đấy. Rồi, trong ba món này thì mình thích nhất là dừa dầm. Các bạn thì sao? Hãy ăn thử và comment xuống bên dưới cho mình biết nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo. Bye bye, bye, bye. Ôi trời ơi, nóng nực quá. Từ hồi mà sắm chiếc MacBook mới này mà chẳng thấy thời tiết giảm nhiệt độ gì cả. Trời ơi, chiếc MacBook mới thế này mà trời thì vẫn cứ không mát lên. Tôi biết phải làm sao đây, ước gì bây giờ có một trái dừa ở đây có phải tốt biết mấy không. Thử quá. Cho một ly dừa đặc biệt. Có ngay. Ráo dừa. Xin mời khách. Hả? Xin chào các bạn. Lại xin chào các bạn. Và nếu như các bạn nghĩ rằng video này đã kết thúc rồi thì các bạn nhầm rồi. Video này vẫn chưa kết thúc. Bởi vì mình là nhân vật kiểu bất ngờ xuất hiện ở trong video này. Và bọn mình đang ngồi giữa biển. Có nàng tiên cá bơi đằng sau này. Hãy nhìn những nàng tiên cá và những chú cá mập kia. Thôi và chúng mình vẫn ngồi đây ung dung thưởng thức. Đúng vậy, bạn biết rồi đấy, ngồi giữa biển là tất nhiên là phải có một trái dừa rồi. Và đây không phải một trái dừa bình thường. Chè này thì có tên là chè dừa dẻo phủ cacao. Tức là nó sẽ phải dẻo này, phủ cacao. Nhưng mà bản chất thì vẫn là dừa. Tí nữa, ngay từ đầu chúng ta đã thấy là bên ngoài của nó đã là một cái gáo dừa luôn rồi. Trông rất là ấn tượng. Như kiểu cháo sườn ngõ huyện ấy. Chất đống mà. Như cháo sườn ấy. Thế là cái này mà ăn nóng ấy, đúng như cảm giác như cháo sườn ngõ huyện luôn. Đây như kiểu là người ta đã làm cốt dừa ấy rồi. Chất nó quánh quánh, nó cũng không phải là dẻo mà nó quánh quánh như là cháo ấy. Có vị dừa. Người ta xay cốt dừa nhưng mà vẫn còn cái vị dừa lão xạo ở bên trong ấy. Và có những cái miếng này như miếng thạch à? Hay là cái gì? Nhỉ, có miếng gì? Thạch dừa. Và phủ cacao. Cacao xem nào, chúng ta hãy cùng thử xem cacao phủ lên có vị như thế nào. Cho cacao vào có vẻ nó dẻo hơn thật.
Cái vị chè này hay ấy, nó mình không nghĩ thấy là nó khá là đơn giản, tức là cái hương vị của nó là kiểu dạng hương vị đơn giản nhưng mà các cái kết cấu của nó rất là thú vị. Nếu như mà các bạn ấn tượng với món dừa dầm lúc nãy rồi thì đây lại là một món dừa cũng rất là hay và mình thấy rất là lạ trong mùa hè này. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình ăn món chè này. Quá nhiều là khi lại được ăn giữa biển. Đúng rồi, giữa biển khơi bao la và rộng lớn. Chúng mình đang thưởng thức một trái dừa thật tươi ngon. Và cái gáo này cũng hay nhỉ. Ăn hết bát chè này. Xong rồi thì có cái mang về. Đây, có cả cái gáo dừa mang về. Thế là làm cái để gội đầu. Gáo gội đầu. Ừ, gáo gội đầu hàng ngày bờ thả suối tóc xuân mượt xuống dưới giếng. Xong rồi múc là những giọt nước thanh mát lên đầu. Ôi dồi ôi, những suối tóc mềm mượt. Cái gáo này. Mơ đi cưng, tôi mang đi giả đấy ông ạ. Mượn về để quay đấy. Ngồi đấy mà gội với cả đầu. Có thể phải mang giả. Không biết gì. Thôi mình lại ngụp xuống đây. Chào các bạn, bye bye.